Vâng, shop phụ kiện Sân Bê lại chào các bác. Thì đây là những cái mẫu cạm mà em đang chuẩn bị để gửi đi cho các bác, và lại giới thiệu luôn một chút tới bên cơ sở để em chuyên sản xuất và làm bàn đĩa cạm như thế này để cho các bác. Đây là những cái mẫu cạm em đã chuẩn bị gửi cho các bác nhé. Thì bên em cung cấp tất cả những cái mẫu cạm to, cạm nhỏ. Cái mẫu cạm 9 này là phổ thông được các bác dùng nhiều, và cạm 12, cạm 14, 16 thì cái mẫu cạm 9 là dành để cho các bác đi đánh chuột, còn mẫu 12, 14, 16 thì để cho các bác đi rừng. Và em đã giới thiệu luôn cái cách làm bẫy cạm và cái cách làm cạm chuyên nghiệp nhất của bên shop em để gửi tới các bác. Ở đây để làm được một cái bàn cạm rất chắc chắn và đẹp như thế này, rất chi là nhiều công nha các bác nhé, cực kỳ là chắc chắn luôn các bạn. Và cái cách để chọn tôn thì trước những cái video trước này em cũng đã nói nhiều tới các bác rồi. Chọn tôn thì phải chọn một cái loại tôn cứng cáp như thế này thì làm đĩa nó mới có độ lẩy, độ chắc chắn cao nha các bác nhé. Đấy, và cái cách làm, đây là cái số tôn nhà em vừa mới cắt để chuẩn bị làm gửi cho các bác đây. Cách làm thì cực là đơn giản. Đấy. Thế là đã được một cái bàn cạm nhá. Đấy. Đấy thì bên em chuyên làm những cái này để tiện nếu như mà các bác mà như các bác bận, các bác không có thời gian thì các bác có thể alo bên shop em sẽ làm tất cả cho các bác. Và bên shop em lại nói luôn về cái lẫy này các bác nhé. Cái lẫy này rất chi là quan trọng này các bác này. Khi bên shop em làm thì lúc nào cũng chọn những cái chất liệu, những cái lẫy chắc chắn tốt nhất để gửi cho các bác dùng cho nó được hiệu quả và được lâu nha các bác nhé. Và nếu mà các bác mà muốn tư vấn gì về cái dòng sản phẩm săn bẫy này thì cứ alo trực tiếp đến số điện thoại, em lúc nào cũng trực điện thoại để các bác alo đến là cần cái dòng sản phẩm gì này em tư vấn ngay cho các bác nhé. Đấy, tất cả những mẫu cạm rất nhiều. Và nhiều bác thì tự làm được thì qua cái video này của em mà các bác mà chưa làm thì các bác xem và tham khảo, làm cái cách rất là dễ mà đơn giản để làm được một cái đĩa bàn cạm chắc chắn khi các bác đi rừng để đánh cho nó được hiệu quả. Đấy, săn chuột, chuột lớn, chuột bé hoặc là chồn sóc, tất cả những cái dòng cạm bên em đều có nhé. Và nói luôn cái cạm, một cái đĩa bàn cạm này các bác này, khi các bác yêu cầu em làm nhá thì cái giá thành em làm cho các bác là mất 5.000 đồng một cái như thế này. Đối với các bác mà mua nhiều em đã giảm ưu đãi cho các bác rất chi là nhiều, các bác cứ alo trực tiếp. Giá thành thì lúc nào cũng là hợp lý nhất trên thị trường, bởi vì bên em chuyên cung cấp giá sỉ, cho nên các bác quan tâm cứ để lại số điện thoại bên dưới video, và các bác có thể nhắn tin, các bác kết bạn Zalo với em với cái số 0865 692 498 đấy ạ. Cái số đấy là số Zalo của em. Để các bác quan tâm thì kết bạn thì em sẽ gửi tất cả những cái đồ săn bẫy mà các bác cần, cái dòng nào em sẽ gửi cho các bác tham khảo trước khi đặt hàng của bên em nhé. Vâng, thì các bác xem video quan tâm đến sản phẩm bên em, các bác đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để mỗi lần em làm ra những cái video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất của bên em.